Quỳnh Hương xin chào đón quý vị và các bạn đang trở lại với chuỗi dự án 26 ngày à, sống tích cực với nhà Mỹ Quỳ Inspiration ha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập thứ 17, cũng là chữ cái thứ 17 trong bản chữ cái tiếng Anh và từ đó chính là từ Q. À, thật ra thì cái chữ Q này nó ít đứng một mình và nó đứng với chữ Q, U phải không? Chữ Q thì thì cái mà Quỳnh nghĩ à, có thể rất là ý nghĩa trong cái việc mà làm cho các bạn có thể sống một cách tích cực đó là từ coach tức là những cái câu trích dẫn hay à, quỳnh không biết là từ khi nào nhưng mà quỳnh rất là thích đọc những cái câu nói truyền cảm hứng hoặc là những cái câu mà trích dẫn mà mình đọc vô cái mình thấy trời ơi nghe như nó là nó thấm tới xương luôn vậy đó và từ cái chỗ đồng cảm hoặc là được truyền cảm hứng đó thì tự nhiên mình lại lấy những cái câu đó ra để làm luôn cái cái là cái châm ngôn sống của mình và từ đó là mình cứ một đường mà mình đi theo thôi thì nếu như mà bạn cũng có một cái duyên là bạn rất là thích à, chắc lọc mình không có nói sưu tầm ha cái người sưu tầm chỉ là cái người tập hợp lại những cái câu trích dẫn hay thôi nhưng họ 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 giữ nó như là một cái thú vui nhưng họ không có nhớ và họ không có nhập tâm được những cái câu đó vào trong lòng để có thể coi như là một cái dạng kêu bằng là à, gọi là nhập tâm vào trong gọi là tiêu chí sống của họ ha. Tức là Quỳnh ở đây Quỳnh không có nói tới cái từ tới cái khái niệm là sưu tầm Tại vì nếu mà bạn sưu tầm thì bạn chỉ coi những cái ý đó giống như là những cái điều mà bạn rất là thích Rồi bạn sưu lại để đó, bạn bạn tập hợp lại bạn để đó Nhưng bạn không có khảm nó vào trong tâm khảm của bạn Bạn không có coi nó như là lẽ sống và bạn không có sống trên cái tiêu chí đó ha. Vậy thì nếu mà bạn muốn hỏi Quỳnh là có một vài những cái câu nào mà làm cho mình cảm thấy rất là tâm đắc Thì Quỳnh cũng có một vài câu ha Mặc dù Quỳnh có rất là nhiều những cái câu mà Quỳnh thích Nhưng mà những cái câu mà mà gọi là để đời á Thì trong đó có cái câu của cha Quỳnh đó là Không bước sao tới Có bước có tới Không bước sao tới Còn nếu mà có một cái câu mà lớn hơn Trùm lên cái ý này thì đó là một câu nói của lão tử ngài nói rằng là hành trình vạn dặm đi nữa trong tương lai cũng phải bắt đầu từ một bước chân đầu tiên ngày hôm nay ha hành trình vạn dặm vẫn bắt đầu bằng một bước chân như vậy thì chúng ta sẽ biết là nhiều khi một cái động thái một cái bước chân nhỏ nhoi của bạn bây giờ nhiều năm sau nó đã tạo thành một cái đế chế hoặc là một cái thành tựu gì đó rất là vĩ đại rồi các bạn ghi nhớ điều này ha rồi có một cái câu nữa cũng từ cha của quỳnh cha quỳnh nó có một cái ý rất là hay là đá mà cứ lăn hoài thì sẽ không đóng rêu được. Cái điều này thật sự rất là đúng đối với những con người mà rất là thích nhảy chỗ làm á các bạn. Các bạn cứ ở đây một chỗ ngày mai một chỗ ngày mốt một chỗ cứ vài ba tháng các bạn đổi chỗ thì các bạn không bao giờ động lại được một cái giá trị gì sâu màu hết cả ha. Cái điều này thì sau này quỳnh có hay khuyên các em đi vào trong các cái lớp mà quản trị cuộc sống với nhân số học, các em mà cứ đổi việc hoài thì quỳnh nói là các em ở lại đi thì các em mới đóng rêu được rồi. Kể cả những cái nhà tuyển dụng của tương lai họ nhìn vô trong cái bản CV tức là cái bản lý lịch của các em á, họ thấy em làm ít chỗ thôi mà mỗi một chỗ như vậy em làm thật lâu họ cũng quý em hơn rất là nhiều. Được không ạ? À? Rồi thí dụ như có một cái một cái tia có một cái câu uh, được cho là của khổng tử mà quỳnh cũng rất là thương và quỳnh đã sống cả một cái giai đoạn rất là dài với nó đó là sống chậm chết nhanh ít của để dành nhiều người thương nhớ vậy thì nếu như mà chúng ta sống được với cái tiêu chí đó có phải là chúng ta sống với một cuộc đời rất là ý nghĩa và đầy đặn phải không nè rồi một cái câu nữa của mẹ teresa mà quỳnh cũng rất là thương đó là chúng ta không thể nào làm được những điều lớn lao trong cuộc sống này thì chúng ta sẽ làm những điều nhỏ nhoi với một tình yêu thương rộng lớn các bạn thấy không thôi đọc tới đâu cái mình nghe mình thương dễ sợ còn không thôi thì đức Dalai lama ngài có hai cái câu mà quỳnh rất là thích trong đó có cái câu là tôn giáo của tôi là lòng tử tế vậy thì các bạn không từ đó về sau mình đâu có cần biết là mình đạo nào tôn giáo nào đức tin nào chỉ cần gọi là gom lại với nhau tụ lại với nhau ở cái sự tử tế và tình thương là coi như mình đang đi đúng vào con đường thiện lương ha rồi có một cái câu nữa cũng của đức Dalai Lama thì đó là cái câu là nếu không làm gì được tốt cho người khác tối thiểu cũng đừng hại họ trời ơi, quỳnh quỳnh thương quá đi các bạn cho nên nếu như mà các bạn mỗi một ngày thật ra nếu mà các bạn bấm theo dõi rất là nhiều những cái kênh những cái trang những cái tài khoản khác nhau ở trên tất cả các loại mạng xã hội nó có thể trích dẫn cho mình rất là nhiều những cái câu code hay và chỉ cần mỗi ngày bạn lấy được một câu thôi nhiều khi bạn sẽ thấy là nó rất là đúng với cái tâm trạng và rất cần với cái gì mà bạn đang cần mỗi ngày luôn thì đó chính là cái kim chỉ nam và không phải tự nhiên nó tới với bạn đâu mà vũ trụ sai một cái phương tiện để đưa cái câu ra đến với bạn vào đúng thời điểm đó ha vậy nếu mà ngày hôm nay bạn nghe được cái bài này và bạn cũng thấy những cái câu của bạn quỳnh hương nói là đúng là có lý thì bạn hãy biết rằng cái giá trị từ những cái lời trích dẫn hay cũng rất là ý nghĩa đối với bạn và bạn hãy bắt đầu cái thói quen gọi là lật tìm và lấy những cái câu trích dẫn hay vào lòng vốn sống cho mình từ hôm nay trở đi nha xin gửi niềm lành cho tất cả và hẹn gặp lại các bạn